Mọi người có rất nhiều năng lượng. Bây giờ đến phần quan trọng này. Nào, bây giờ là phút thứ 90 mà đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đang hòa nhau 1-1. Và bây giờ là giây phút quyết định. Và tôi, khi tôi sẽ hô giây phút quyết định, tôi muốn tất cả mọi người hãy thể hiện tất cả dáng vẻ điệu bộ của mình cho đội tuyển Việt Nam, được không ạ? Yeah. Nào, phút 90 và cởi á. Chưa ăn mừng được. Đó. Muốn làm là làm, giống như mình đang ở sân vận động, hãy ăn mừng giống như mình ra sân vận động luôn. Hãy tỏ toàn bộ dáng vẻ điều bộ tay chúng ta làm gì, miệng chúng ta làm gì, cơ thể chúng ta làm gì.